Thế thì trước khi bắt đầu nhá, để em thử hỏi chị cái này trước nào. Thì trong cái buổi hôm trước ấy, chị thấy bài học đầu tiên như thế nào rồi ạ? Nói đúng ra có lẽ là chị tiếp thu rất là yếu, Ồ. tại chắc có lẽ là cái tuổi của mình thôi, mình tiếp thu rất à, cái... Chào chị chút nha. Dạ vâng ạ. Hello. Ok, vâng, thì em nghĩ nó cũng không không hẳn là do chị tiếp thu chậm hay là cái gì đâu, tại vì là em nghĩ là khi mà chị học cái gì mới thì ban đầu nó sẽ hơi khó khăn một tí. Ví dụ bây giờ chị bảo em học mà tiếng Pháp hay tiếng gì đấy chẳng hạn, thì đương nhiên lúc đầu mình cũng hơi chật vật một tí thôi. Có điều người ta có bảo là gì, trong tay không bằng hay quen, nên em nghĩ là chị cứ luyện tập thường xuyên thì dần dần nó sẽ ăn, nó sẽ kiểu mình dùng nhiều thì dần dần nó sẽ thành một cái phản xạ tự nhiên thôi đó. Thì được rồi, em nghĩ là bây giờ chúng ta đã bắt đầu buổi học luôn nhé. Ok, thì chị nhìn thấy màn hình của em chưa? Thấy rồi, thấy. Ok, trong bài trước nếu như em nhớ không nhầm thì là cô giáo cô đã dạy chị một số cái câu cơ bản về chào hỏi này đó, với cả là cái gì ở chị nhỉ, có phải là con dạy chị một số từ về từ vựng về nghề nghiệp đúng không ạ? Từ vựng thì cũng có tập viết nhưng mà vẫn đọc không được. Không Ok. Thế thì chị yên tâm, hôm nay chị học với em thì chắc chắn là chị đã đọc được những cái từ này đó, em đã có một cách dành cho chị rồi. Ok, được rồi. Thế thì trước khi bắt đầu nhá, chúng ta sẽ có một cái phần hoạt động gọi là warm up nha nha. Ok, here. Bây giờ em đã cho chị một câu như thế này. Here, ví dụ như, để em sẽ viết vào đây. Ok, em sẽ có một câu đó là I, you are a teacher. Ok, so you are a student. I am a chúng ta có là doctor. B, we have teacher. Ok, thế đó, chị có biết từ student nghĩa là gì không ạ? học sinh đúng không? Ở Đúng rồi. trường học Đúng rồi, như cái từ đầu chị bảo ấy là student có nghĩa là học sinh. Ok, thế thì với cái câu này chị đã điền đáp án gì ở đây? You are a student. Chị là một học sinh. So I am a doctor ai hay là teacher, theo chị hiểu rồi. nghĩ. Ok, so chúng ta có doctor là gì hả chị Hoa nhỉ? À, bác sĩ. That's right. What about teacher?
giáo viên. Very good. So bây giờ nhá, you are a student. I am a doctor. Hi, I am a teacher. You are student là bạn là học sinh phải không? Học sinh, đúng rồi. Vậy tôi là gì nhỉ? Em là gì? Là giáo viên. Đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn ở đây là giáo viên. No, teacher. Very good. Chị nhắc lại em nhé. Teacher. Teacher. Very good. That's true. Vậy thì ở đây, đây là một cái phần hoạt động nhỏ nhỏ thôi, đây chưa phải liên quan đến bài học. Thì chị đã thấy là một cái câu để giới thiệu nghề nghiệp ấy, nó sẽ đơn giản. Chúng ta nói là I am a, sau đấy cộng một nghề nghiệp. Đó, ví dụ em nhắc lại nhé. I am a teacher. Đó, tôi là một giáo viên. Ok. Ở phần này thì em chỉ mới giới thiệu thôi, thì đi sâu vào và cấu trúc sau. Chào chào chị chúc em. Ok. Này nay nhà hơi ồn, hơi lu bu. Hello. Ok, đây ạ. So here chúng ta đến với bài đầu tiên. Thì chị sẽ thấy ở đây là chúng ta có 8 words, tức là có 8 từ. Đó, 8 từ vựng liên quan đến nghề nghiệp. Thì trong những cái từ ở đây chị đã biết từ nào chị ạ? Cho anh xin bán bản thờ, anh cho anh xin xử lý thách tay chi sứ cho là làm. Là bó chứ sang phơ ấy. Cho anh xin xử lý cho họ là học bó hợp. Mình bút đến quản tèo xử lý bá bình khoai phân hình chuyện. Cô ơi, cho em xin 5 phút nữa cô ơi. Em cho em xử lý dịch này coi sao. Sorry. Okay, it's okay. So let's see. Chị nhìn thấy những cái từ vựng ở trên màn hình rồi đúng không ạ? Ừ. Okay. Thế thì mục tiêu đầu tiên của bài học hôm nay đó là chị đã học thêm được một số từ vựng liên quan đến nghề nghiệp và có thể hoàn thành một câu giới thiệu về nghề nghiệp. Okay. Vậy thì trong những từ ở đây chị đã biết từ nào chưa? Biết từ tắc biết river mà taxi driver đúng không, lái xe phải không, cái từ này lái xe đúng rồi ạ, taxi đúng rồi. Ok, chị biết được từ này cái mệt không hiểu quá. Ok, thế là chị biết là một từ a taxi driver rồi đúng không ạ? Với cả a doctor, giống như em nhớ không nhầm một cái được trước. Ok, vậy thì em đã share chị cái này để chị dễ hiểu hơn. Ok, chị nhìn thấy cái màn hình mà em viết ở đây không ạ? Thấy nó hơi nhỏ thôi. À, hơi nhỏ. Thấy à, thấy à.
Ok, được rồi. Thế thì ở đây em sẽ cho chị một số từ vựng liên quan đến nghề nghiệp và sẽ có một cái cách để chị có thể đọc rõ hơn. Đó là như thế này. Ok chưa? Đầu tiên nào, chúng ta đến với từ đầu tiên nhé. Chị nhắc lại cho em. So, chúng ta có a teacher. Chị đã nhìn thấy cái cách đọc ở đây không ạ? Ok, Teacher. very good. A teacher. A Very good. Chúng ta sẽ có là một giáo viên. Ok chị ạ? Chúng ta teacher. sẽ có mẫu câu ví dụ tôi là một giáo viên. So, I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. So, next chúng ta có một bác sĩ. So, a doctor. A doctor. Very good. Doctor. Very good. Chị có thấy những cái chỗ nào em in đậm ấy, tức là những cái từ đấy chị ở những cái âm đấy chị đọc mạnh hơn. Đó, thay vì chúng ta đọc tiếng a doctor đúng không? Thì nó giống tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc a doctor. A doctor. Very good, that's true. Vậy bây giờ chúng ta có câu đúng rồi ạ. Bây giờ chúng ta có câu tôi là một bác sĩ thì chúng ta đọc thế nào nhỉ? Em a teacher. Bác sĩ, tôi là một bác sĩ. Đây. Em a doctor. Very good. I'm a doctor. Okay. A doctor. That's true. A doctor. Okay, very good. Next, chúng ta có người lái xe taxi mà chị biết rồi đúng không? Chúng ta cần sửa lại cái phát âm một xíu thôi. Đây chị đã nhìn thấy này. So, chúng ta có a taxi driver. A taxi driver. Ok, very good. Em thấy là phát âm của chị về cái trọng âm rất là tốt đấy. Next, thế bây giờ tôi có em có câu là tôi là một người lái xe taxi. Chúng ta đã nói thế nào nhỉ? Em taxi driver. Ok, very good. That's true. I am a taxi driver. I am a taxi driver. Đúng rồi. Ok, tuy nhiên ở đây thì cái câu ví dụ ấy em lại không dùng easy như thế đấy. Em đang nghĩ là liệu chị có mắc bẫy câu này không? Có điều chị rất là cái phần này rất là tốt. Thì ở đây em cho từ not vào. Chị có biết từ not nghĩa là gì không ạ? Không. Nó sẽ khá là giống từ no ấy. Đó, tức là không. Đó, thì chúng ta đã có là I am not a taxi driver. Tức là tôi không phải. Đó, tôi không phải là một người lái xe taxi. Ok. Câu này thì có thể là chị học về sau tí nữa học cũng được. Chưa cần phải học luôn. Nhưng cái câu mà tôi là cái gì đấy thì chị có thể viết lại. Thì ba cái từ đầu tiên em đánh dấu sao, tức là ba cái từ này chúng ta dùng nhiều. Đó thì chị nên viết lại những cái từ này nhé. Với cả cuối giờ để em có gửi lại cái này để chị có thể review lại. Đó, để ôn lại. Ok, next. Mấy cái từ này thì có thể chúng ta dùng ít hơn một xíu. Đó thì chúng ta cũng làm quen nhé. Đầu tiên đó là đây chị đã đọc em nhé. A waiter. A waiter. Đúng rồi, very good. Vậy a waiter khi mà chị đi đến A quán ăn ấy, chúng ta sẽ có những người gì nhỉ? Người mà mang đồ ăn ra thì đó là người phục vụ đúng không? Oh. Ok, vậy bây Wait. giờ chúng ta có câu là tôi là người phục vụ. Đó, chúng ta nói thế nào nhỉ? I am a Very good. That's true. I am a waiter. Cho waiter. âm của chị rất là tốt đấy. Vậy Wait. nếu khó một xíu, tôi không phải là người phục vụ, chị sẽ nói thế nào nhỉ? I Not. am not a Very good. That's true. waiter. Next. Em thấy chị phải chị tiếp thu ok mà. Em nghĩ là chị nên tự tin về cái đấy. Next, chúng ta có thêm một từ nữa, đó là an actor. An actor. Very good. An actor. Actor. An actor. Very good. An actor ở đây đó là một diễn viên nam. Ok, câu này thì em không cho ví dụ, chị anh lấy em một ví dụ nào. Tôi là một diễn viên nam hoặc tôi không phải là một diễn viên nam. I am an actor.
Very good. I am an actor. Okay, chị nhắc lại em nào. I am an actor. I am an actor. Good. Okay. Next, chúng ta đọc qua những từ này trước đã, tí nữa em đã có một lần để đi lại nữa. Next, chúng ta có đó là một người kinh doanh. Đó, okay chưa? Phải gọi là một doanh nhân ấy, nhưng có điều là nam. Okay. So, chị đã đọc từng từ nhé. Đầu tiên này, doanh nhân. Đó, liên quan đến công nghiệp chúng ta sẽ có là business. Business. Okay, người đàn ông thì là man. Man, đúng rồi. Vậy là chị gặp lại giúp em nhé. So, a business man. A business, business man. Okay, very good. A business man. A businessman. Đúng rồi. Đó như thế. Okay. A businessman là gì nhỉ chị nhà của em có nhắc đến ấy? Diễn viên nam. Đó là một doanh nhân nam. Đúng rồi, một doanh nhân nam. Okay. Vậy chị có biết từ phụ nữ là gì không ạ? Woman. Ok, đây. Woman. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ không phải là một doanh nhân nam nữa. Một doanh nhân nữ thì chúng ta sẽ có là a business woman. A business woman. Đúng rồi, very good. A business woman. Ok, so are you a business woman? Chị có phải là một doanh nhân không ạ? Yes, I am. Nếu mà là có không thì là no, I am not. No, I am no, not. And not. Okay, cái này thì em giới thiệu thêm thôi. Rồi. Next, chúng ta có là a singer. A singer. A singer. A singer. Đúng rồi. A singer. Okay, a singer. So here, a singer tức là một ca sĩ. Okay, chị ạ. So can you give me one example? Chị lấy em một ví dụ liên quan đến từ này được không ạ? Đây. I'm not singer. Oh, I am not a singer. Một là gì đây nhỉ? Singer. Ở đây, em viết lại cái này cho dễ. Okay. So now, chúng ta nhắc lại cái từ này chị nhé. Đầu tiên nào, chúng ta có một giáo viên, a teacher. A teacher. Okay, chị đọc câu nhưng mà chị nhắc lại sau đó chị đọc cái câu bên cạnh giúp em nhé. So, I am a teacher. Very good. Okay, next. Một bác sĩ, a doctor. A doctor. I am a doctor. Next. Một người lái xe taxi. A taxi driver. I am not a taxi rider. I am a taxi rider. Okay, very good. Thì chị đã viết lại em ba cái câu này nhé. Okay, chị viết ở cái phần này chị ạ. Chưa viết. Ok, thì em nghĩ là chị nên viết ý là nên viết những cái câu mẫu này. Đó, hoặc là viết cả cái đọc mình nữa. Thì chị muốn bây giờ viết là tí nữa xong bài thì em gửi lại rồi chị viết luôn một thẻ ạ. Lát viết cũng được. Ok, thế thì chị nhớ viết cái đoạn này giúp em nhé. Tại vì là nếu mà không viết thì chúng ta sẽ không nhớ được ấy. Đó, ok chị ạ. Ok, next. Chúng ta có người phục vụ. Chị đã đọc là gì nhỉ? A waiter. Đúng rồi. A waiter. A waiter. Chị đọc là ơ nhé.
Ok, đọc lại giúp em từ này nào. A waiter. A waiter. Very good. A waiter. Nice. Ừ, đúng rồi. Nice, chúng ta có một diễn viên nam là gì nhỉ? An actor. Okay. Okay. Next là một doanh nhân nam. A businessman. A businessman. Okay. Thế thì em nghĩ là chị có thói quen là một từ nhắc lại hai lần đúng không ạ? Thế thì bây giờ mỗi lần em đọc một từ mới thì chị sẽ nhắc lại cho em hai lần nhé. Ok, next. Chúng ta có một doanh nhân nữ là gì nhỉ? Chị Hoa nhỉ? Doanh nhân nữ. Đúng rồi. Đúng rồi. So, A business woman. Very good. One more time. Một lần nữa. A business woman. Okay, good. Cuối cùng chúng ta có một ca sĩ. A singer. Đúng rồi. A singer. One more time. A singer. Okay, very good. What about here? Chị đọc cho em câu này nhỉ? I am not a singer. Very good. I am not a singer. Good. Okay. Vậy thì bây giờ ở đây nhá, em sẽ thử đố chị một xíu nào. Vậy từ đầu tiên chúng ta có a teacher là gì hả chị nhỉ? Giáo viên. Đúng rồi, mấy giáo viên nhỉ? Một giáo viên. Nào, chúng ta nhắc lại. A teacher. A teacher. Very good. Next, what about a doctor? A doctor. Nghĩa là gì nhỉ chị nhỉ? Một bác sĩ. Very good. Next. I am not a taxi driver. Driver. Taxi driver. Driver. Đúng rồi. Có nghĩa là gì nhỉ chị nhỉ? Tôi không phải là tài xế taxi. I am not a taxi driver. Chị dịch hẳn luôn cả câu luôn. Ok, rất là tốt. Dạ, chị định hỏi cái từ này nghĩa là gì thôi. Nhưng có điều chị dịch cả câu thì tức là chị biết nghĩa rồi. Nghĩa không nghĩa nữa. Ok, very good. A taxi driver. Nice. Từ này thì... Ok, em thử đố chị từ này nào. What about a waiter? Nghĩa là gì chị nhỉ? I am not a waiter. One. Okay, now a waiter. Ví dụ chị xem phim ấy, tiếng Hàn chị biết tiếng Đài Loan đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì có từ đợi đợi có câu hãy đợi hay là đợi tôi vừa trong đài tiếng Đài Loan là gì chị nhỉ? Đợi hả? Đợi chờ. Đúng rồi. Đợi tôi vừa ấy. Ok. em định để giúp chị có liên kết thôi. Hỏi gì chị cũng không có hiểu không? Ok, được rồi. Cái thì chúng ta có từ đợi ấy, là wait. Cho nếu mà chị xem phim tiếng phim Anh thì wait, đúng không? Đó. Wait me, kiểu thế. Vậy thì ở đây, chúng ta có waiter, kiểu một người để đợi cái gì đấy thì chúng ta có thể hiểu đó là một phục vụ nhé. Phục vụ. What? Đúng rồi, một phục vụ. Ok, và nhớ... next chúng ta có an actor. Chị có nhớ đây là gì không ạ? Việt Nam. Đúng rồi. Doanh nhân hay diễn viên ạ? Diễn viên nam. Đúng rồi, một diễn viên nam. Very good. Next nào, chúng ta có hai từ này. Ba từ. So a businessman là gì nhỉ chị nhỉ? Một doanh nhân nam. Đúng rồi. Vậy thì từ dưới thì quá dễ đúng không? A business woman. A business man. A business woman. Một doanh nhân nữ. Đúng rồi, very good. A business woman. Đúng rồi. That's true.
Ok, vậy là hôm nay chị đã học thêm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 words. Chúng đã học thêm 8 từ mới nữa. Thì lúc đầu ấy, em phải định đề ra chị cần học em tầm đâu đó tầm 3-4 từ thôi. Nhưng có điều em nghĩ là chị cũng học từ cũng ok chứ. Nên là ví dụ một ngày học tầm 8 từ thì ok không chị? Được, ok. Nhưng mà cũng dễ quên lắm. Nếu mà chị quên là tại vì chị chưa đọc nhiều và chưa dùng đủ nhiều. Đó, thực ra bây giờ chị học cái gì mới mà mình không luyện tập ấy thì nó cũng dễ quên thôi, ai cũng thế thôi. Nên là nếu mà chị học những từ này chị nên viết lại, với cả chị nên đặt câu với những cái từ đấy. Đó, thì khi em dạy chị đặt câu đúng không, chị sẽ nhớ hơn. Có tập viết lại. Ok, được, cái phần này thì chắc là em sẽ kiểm tra sau. Ok, so now chúng ta sẽ làm bài tập nha. So here, let's see, you will look at the pictures. Tức là chị đã nhìn vào bức tranh này và sau đó chị đã điền từ ở đây giúp em nha. Ok chưa? Ok, câu nào chị thấy chị dễ điền nhất thì chị đã điền trước. Ok. So let's see, em nghĩ cái dễ nhất sẽ là câu số 7 đúng không? Number 7. Right? How? A car thì đúng rồi, nhưng có điều cái nghề, chúng ta đang cần điền nghề trên đây này chị này. Thấy không? Teacher. A teacher. A teacher. I am a teacher. I am a teacher. Em mới là teacher. Còn đâu cái, chị có nhìn thấy bức tranh em đang share đây không? I am a North Taxi River. Ok, đấy là một câu rồi đúng không? Bây giờ em chỉ cần chị điền cho em cái từ về cái nghề nghiệp ở đây thôi. Điền lấy tay hả? Ok, em nghĩ là để cho dễ hơn em sẽ dùng cách này. Let's see. Ok. Ok, chị có nghe thấy tiếng không ạ? Của cái băng này. Rõ, vẫn rõ. Không, tiếng một cái băng cọ của cái tai nghe. Tai nghe. Chị không có sử dụng tai nghe. Ý là chị có thấy cái băng tai nghe chứ không phải là tai nghe. Tức là chị có nghe tiếng đọc từ máy không? One, a teacher, có không ạ? Vẫn nghe em nói á. Ok, bây giờ nhá, chị có sách ở trong đấy, ở đấy không ạ? Sách ạ? Tập vâng. Sách học ấy ạ? Vâng, được rồi. Bây giờ nhá, em sẽ mở băng này và chị sẽ nốt lại những cái từ mà chị nghe được nhé. Ok không ạ? Hoặc là chị nhắc lại luôn em. Từ đầu tiên này. One. Chị có nghe thấy băng không ạ? Không. Không ạ. Sorry. Two. A waiter. Bây giờ chị có nghe thấy không ạ? Nghe. Ok. Two. One. A teacher. Teacher. Đúng rồi, là gì ạ? One có nghĩa là một, two có nghĩa là hai. Teacher. Đúng rồi, a teacher, một là từ giáo viên đúng không? Two. Two là gì nhỉ? A waiter. Always. Đúng rồi. A waiter. Always. Three, two. A waiter. Two, a waiter. Cái ngục nghề gì nhỉ? Nghề gì mà chúng ta vừa học ấy? Wait me.
đợi đợi xíu, xong rồi chúng ta suy ra là từ gì đấy nhỉ? Gì? Chị đi đến quán thì chị đã gặp đấy, chị đã gặp những người như này. Người bưng đồ hả? Đúng rồi, người bưng đồ là chúng ta gọi là người phục vụ đó. Chỗ thấy nhiều khi cái chị không dùng tiếng Việt nhiều. Cái từ ok, đúng rồi, nhưng chị hiểu đúng nghĩa đấy đó. 3. A doctor. À, bác sĩ. Đúng rồi, chị nhắc lại đấy được không ạ? A doctor. A doctor. A doctor. 4. Đúng rồi. A singer. A singer. À, hình như là kêu bằng ca sĩ phải không? Đúng rồi. 5. An engineer. Cái này thì hơi khó một xíu và từ nãy giờ không yêu cầu chị học, đó là engineer, tức là một kỹ sư. Đó thì chị có thể nhắc lại nhé. Ta có học không? Engineer. Chị biết từ này đúng không? Ok đúng không? Ok thì chị nhắc lại này giúp em nhé. An engineer. An engineer. Very good. An engineer là một một gì chị nhỉ? Kỹ sư. Đúng rồi, very good. 6. A businessman. Một doanh nhân nam. Đúng rồi. Chúng ta đọc là gì nhỉ? A businessman. A businessman. Đúng rồi. A businessman. A businessman. Men. Men. Đúng rồi. Người đàn ông thì có hai cái đọc. Một là nếu như có những cái vùng ở bên nước Mỹ thành ra đọc là men. Tức là a man. Có người đọc là man, có người đọc man, hoặc có người đọc là men. Đều được. Đó. A businesswoman. A businesswoman. Một doanh nhân nữ. A businesswoman. A businesswoman. Very good. Không mà chị, chị nghĩ nha, là nên viết xong rồi đọc nghe mình dễ tìm hơn. Chứ giờ đọc vậy chị cũng không biết cái chữ đó là sao. Đó, bây giờ em muốn là chị kiểu nghe để phát âm của từ đấy chứ đã. Đúng rồi, còn đâu tí nữa em sẽ dành thời gian để chị viết lại cái từ đấy sau. Chúng ta nghe để chúng ta quen dần trước đã. Ok, next. A taxi driver. A taxi driver. Đúng rồi, đó chị không cần biết nhưng chị vẫn được đúng không? Taxi driver. Taxi, tài xế taxi. Đúng rồi, very good. 8. An actor. Không biết. And actor. Ok, chị nhắc lại giúp em nhé. And actor. An actor. Very good. An actor. 8. An actor. An actor. An actor. Ok, chị thử nhớ từ đấy là nghĩa là gì nhỉ? Không nhớ, không hiểu. Một người gì nhỉ? Trong phim chúng ta có gì? Diễn viên. Đúng rồi, an actor đúng không? Một diễn viên nam. An actor. Unit 1. Ok, được rồi. Vậy thì bây giờ nhá, em đã cho chị thời gian để chị viết lại những từ này được không ạ? Thì em sẽ định nghĩa sẵn bên đây này. Và chị sẽ nốt lại nhé. Đó, thì chị có thể viết luôn cả cách đọc này. Đó, em có viết sẵn đây này. Ok, khi nào chị viết xong thì chị có bảo em kéo xuống để chị viết các đoạn tiếp nhé.
À, cô kéo lên quay viết hơi hơi chậm chút á. À, dạ vâng. Mới tới chỗ taxi à? À thế ạ, dạ vâng đây ạ.
Rồi, ok. Ok, vậy thì mục tiêu đầu tiên của bài học hôm nay là chị học thêm một số từ vựng về nghề nghiệp này. Về thứ hai, chúng ta có câu để diễn để nói về nghề của mình, chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Ví dụ bây giờ em bảo là Tôn là một bác sĩ, chúng ta sẽ nói là I am a doctor. Very good. Vậy tôi không phải là một bác sĩ. I am not doctor. Đúng rồi, đó thì chị sẽ học hai cái mẫu câu đấy giúp em nhé. Ok, very good. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mục tiêu thứ nhất và thứ hai của bài học ngày hôm nay này. Mục tiêu thứ ba đó là chị học thêm về ngôi he, she, it. Đó, thì không biết là chị đã biết về các ngôi này chưa? He, she, it. Đây, ví dụ như này, he này, she này, it. He có nghĩa là anh ấy, she có nghĩa là chị. Đúng rồi. She là chỉ người con gái đúng không? Chị ấy, cô ấy chẳng hạn. Đó, very good. It có nghĩa là gì nhỉ chị Hoa nhỉ? Không biết. Ok, thì đấy chị đã nhìn vào màn hình ở đây này. Let's share chị cái này. Ok, chị có nhìn thấy cái hình ở đây không ạ? Hay à. Ok, thì đầu tiên chúng ta có he tức là anh ấy đúng không? She là cô ấy này. It thì chị thấy ở đây là nó sẽ thay thế cho những cái đồ như thế này. Đó. Tức là nếu mà chúng ta hiểu nôm na thì it chúng ta có thể dùng có nghĩa là nó, tức là để thay những cái đồ vật, những cái mà không phải là người đấy thì chúng ta có thể dùng là it. Ví dụ cái bàn chúng ta có thể là chúng ta có thể dùng là it cũng được đúng không? Ví dụ cái bàn gọi là cái bàn màu xanh chẳng hạn. The table is green. Đó. Trên máy vi tính mất tiêu rồi. Chị không thấy hình hay như thế nào ạ? Không. Sao nó cứ nhảy, nó nhảy qua bên hình bên đây chứ. Nhảy qua camera bên đây. Đúng rồi đó. Ok. Đây. Đúng không chị? Ok. Thì it nó đã thay thế cho những cái đồ vật. Nó là tức là thay thế những cái đồ mà không thể gọi tên đấy. Đó thì it nó sẽ là như thế này. Đó. Thì chị có thể hiểu nôm na it có nghĩa là nó. Ok. Ở đây ba cái chủ ngữ này chị sẽ dùng với một to be, đó là is. Ok chưa? So here. Ok, ba cái chủ ngữ này chị nhớ em nó sẽ dùng với is nhé. Ok, vậy bây giờ nào, vừa nãy chúng ta có câu là gì? Anh ấy là một bác sĩ, tôi là một bác sĩ là gì nhỉ chị Hoa nhỉ? Tôi là một bác sĩ. I am a teacher. A doctor. Bác sĩ. Đúng rồi, I am a doctor. Very good. Vậy bây giờ chúng ta thay, chị nhìn thấy màn hình của em rồi đúng không? Cái chỗ em đang viết ấy. Ok, chúng ta sẽ có là anh ấy là một bác sĩ thì là He is a doctor. Very good. Vậy bây giờ chị thay cho em nào. Đó là cô ấy là một bác sĩ. She a doctor. She is a doctor. Đúng rồi. Very good. She is a doctor. Ok, very good. Next nào. Chị có biết câu cái này em hỏi thêm thôi, chị có biết là để giới thiệu bản thân mình đến từ đâu, chúng ta giới thiệu thế nào không? Giới thiệu bản thân à? Không phải giới thiệu bản thân mình đến từ đâu, ví dụ tôi đến từ Việt Nam chẳng hạn, chị đang nói thế nào nhỉ? I am go to Việt Nam. Ok, được rồi. Từ đây nhé, cái này em giới thiệu thêm thôi, cái này chị có thể ghi vào này, đó là I am from Oh, ok, I am from Vietnam. Ok, vậy chị có thể ghi câu này vào nhé.
Rồi, ok. Ok, vậy bây giờ em đố chị, chúng ta có câu anh ấy đến từ Việt Nam, chúng ta lại làm như thế nào? Chúng ta lại thay như thế nào? He is from Vietnam. Very good, he is from Vietnam. Cô ấy đến từ Việt Nam. She is from Vietnam. Very good. Vậy bây giờ chúng ta bảo nó ở đây hiểu mang nghĩa là ví dụ em đang nhắc đến cái bàn này đi, đó ví dụ bảo là ở đó đến từ Việt Nam chẳng hạn đó, thì em chị dùng như nào nhỉ? Ít đó. Đúng rồi. Nó sẽ là gì nhỉ? Is from Vietnam. To be chị ơi. Is to be. To be ở đây chính là gì đây nhỉ? Is, đúng không? Vừa chị bảo là he is, she is, đúng không? Thì bây giờ phải có cái gì nữa? It is. Đúng rồi, it is, right? It is. Nó đến từ Việt Nam thì là gì? Việt Nam à? From Việt Nam. Đúng rồi, it is from Việt Nam. Ok, vậy thì ở đây nhá, chị sẽ thử làm em một câu vận dụng như thế này đi. Cái câu, chị nhìn thấy câu số 2 ở đây không ạ? Cái là em khoanh tròn ấy. Thì từ courier đây, có đây là chị không phải học cũng được. Thì chúng ta hiểu courier là Hàn Quốc. Đúng rồi, very good. Vậy thấy câu này thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, very good, thiếu is đúng không? Young Yoon gì nhỉ? Phải là gì? From Courier. Very good. Chính xác luôn. Next, he a taxi driver in Seoul. Chị thấy câu này có đúng không? He is taxi. Đúng rồi, phải he gì nhỉ? He is. He is a taxi driver. Ok, chị thấy con này khó hiểu ạ? Bình thường thì chúng ta gọi là gì? Sao ạ? Is. Hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Ok, he phải là is đúng không? Is có nghĩa là đấy. Hiểu nôm na chúng ta hiểu is có nghĩa là. Đó, he is a taxi driver. Những cái, chị sẽ viết lại cái này cho em nhé. Chúng ta có em, is, are. Thì có nghĩa là có nghĩa là ở. Đó, còn một cái nghĩa nữa em sẽ dạy sau. Đó, thì những cái câu ví dụ như I am a taxi driver đúng không? Tôi là một người lái xe taxi. Đó, he is a taxi driver. Em is are có nghĩa là và ở. Ok, vậy chị nhìn vào câu số 3 ở đây. Ngay cái câu đầu tiên, chị thấy nó thiếu cái gì nhỉ chị nhỉ? Monica, a business woman. Chính xác thì phải là gì nhỉ? Monica. Không biết từ đó là gì. À, Monica là tên riêng thôi chị ạ? Monica là tên riêng thôi. A business woman thì là một doanh nhân nữa đúng không? Chúng ta thiếu gì ở đây nhỉ? Ví dụ, đúng rồi, is đúng không? Phải là gì? Monica is. Đúng rồi, is. Đúng rồi. Business woman. Business woman. Very good. Okay. That's true. Đó. Thì nội dung của bài hôm nay thì đơn giản chỉ có như thế thôi. Đó là chị học thêm các từ vựng liên quan đến nghề nghiệp này. Nói được mình làm nghề gì đúng không? Mà mình không làm nghề gì. Và học thêm được ba chủ ngữ nữa.
đó là he, she, it cộng với to be. Và nếu mà được ấy, thì có những cái mẫu câu em giới thiệu thêm ấy, đó là tôi đến từ đâu chẳng hạn. Đó, vậy thì trước khi kết thúc bài học ở đây, em sẽ có một cái phần kiểm tra lại nhé. Thế chị tự tin là mình nhớ được bao nhiêu phần trăm rồi? Ok. Thực ra em thấy trong buổi học ngày hôm nay là chị cũng nhớ khá khá đấy ạ. Cũng ok đấy chứ. Nào, ok, chúng ta sẽ có một phần kiểm tra nha chị. Let's see, arrivals, first one, chúng ta sẽ có một số từ vựng trước nhé. Cái này thì em sẽ cho tự chị nhớ lại thôi. Đó là chị đã thấy là mình đã học thêm những từ gì nhỉ? Chị có thể kể ra. Không biết thế là tất cả các từ hôm nay. Những từ nào chị nhớ thôi. Doctor. Đúng rồi, a doctor. Gì nữa nhỉ chị nhỉ? River. Taxi. Taxi, river. Driver. Driver. Ok, chị có viết cái cách viết mà em viết ở trên màn hình không chị? Em nghĩ chị nên nốt lại cách viết như thế để chúng ta dễ đọc hơn ấy. Còn gì nữa không chị nhỉ? Chúng ta có giáo viên này, chúng ta có người phục vụ này, doanh nhân nam, doanh nhân nữ này, ca sĩ này, đó. Trong những từ đấy thì chị nhớ được những từ nào nữa? Private. Waiter. A waiter. A waiter. Là gì nhỉ chị nhỉ? Phục vụ, người phục vụ. A đúng waiter. Rồi. A waiter. Thế rồi đúng không ạ? Còn từ gì chị nhớ nữa không ạ? An actor. Oh, very good. An actor. Chị đọc cái này rất là chính xác đấy. An actor là gì nhỉ chị nhỉ? Diễn viên. Đúng rồi, một diễn viên. An actor. À, lưu ý em đây là một diễn viên nam nhé. Ok. Bốn từ, em nghĩ chị chắc là chị còn nhớ được một vài từ nữa đúng không? Nhưng có điều em sẽ để tạm ở đây nhé, là bốn từ cũng gọi như là đạt tiêu chuẩn ngày hôm nay rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có mẫu câu. Tôi làm cái gì? Tôi làm nghề gì? I am... Sau đấy là cộng với một nghề đúng không? I am sau đấy cộng với một nghề. Chị thử lấy em một ví dụ nào. I am housewife. I am a housewife. Good. Là cái từ hôm trước là cô Thư dạy chị đúng không ạ? Ok, được rồi. I am, chị nhớ em có điều chị nhớ em là từ nhé. Có nghĩa là một đấy. So, chị đọc lại câu này giúp em này. I am a housewife. Housewife. I am a housewife. Ok, very good. Vậy bây giờ nếu mà em bảo tôi không phải là một người nội trợ thì sao? I am a nurse housewife. I am a not hay am not a? I am not a. I'm not a housewife. Very good. Vậy là chúng ta học hai mẫu câu này nữa rồi. Tiếp theo đó là về phần ngữ pháp nào. Thứ nhất chị đã học thêm được ba ngôi đúng không? Đầu tiên là gì nhỉ? He nghĩa là? He có nghĩa là anh ấy, chị ấy. Đúng rồi, anh em. Đã anh ấy. Ok, she mới là gì nhỉ? Cô ấy. Cô ấy hoặc là chị ấy đúng không? Đúng là giới tính nữ. Đó. Anh ấy thì là đây là giới tính nam này. Và một cái nữa để dùng để chỉ. Đúng rồi, it's. Chúng ta hiểu nôm na là nó. Đó. Nó. Và ba cái này chúng ta đều cộng với một to be. Đi cùng to be là gì nhỉ chị nhỉ? Is. Đúng rồi, is, đúng không? Ok, chị lấy em ví dụ nào. Một câu ví dụ, anh ấy đến từ đâu đi? He from. Việt Nam thì là Việt Nam, Đài Loan thì là Taiwan. Taiwan. He is from Taiwan. Ok, very good. Thế giờ ví dụ em bảo nó không đến từ Đài Loan thì chị nghĩ là
mình sẽ làm thế nào, mình sẽ biến đổi thế nào. Nó không đến từ Đài Loan. Cái này một câu đố. It's not from Taiwan. Now, it is not from Taiwan. Hay it not is from Taiwan. Theo chị đoán, cái này em chưa dạy đâu, cái này chị đoán thôi. It is not hay is not is mà dựa theo câu ở trên này này. It is. Ok, được rồi, cái này nhá, em giới thiệu thêm, đó là chúng ta ăn từ not đứng sau to be nhá. Đó là it is not. Ok, it is not from Taiwan. Ok. Chưa, em thấy mạng hơi lag một xíu nhỉ. Hello, chị có nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Ok, em thấy vấn đề hơi đơn. Đó, cái này thì em giới thiệu thêm thôi. Ok. Và cuối cùng một cái nữa, đó là em có nói thêm là em is are. Thì chị đã được học em với is rồi đúng không? Are chưa được học. Thì có nghĩa là gì nhỉ chị Hoa nhỉ? Không hiểu. Là có nghĩa là không hiểu. À không. Ok, vừa em bảo là gì nhỉ? Em is are có nghĩa là gì đây nhỉ? Là với gì? Là với ở. Nhớ chị nhá. Chị nhớ viết lại cái này nha, tại vì cái này chúng ta dùng rất là nhiều ấy. Em is are có nghĩa là với các ở. Đó, ba cái nghĩa của ba cái to be này, xong này chúng ta đã dùng rất là nhiều. Ok, vậy thì em nghĩ là trong buổi học ngày hôm nay thì chị cũng học được khá khá kiến thức rồi đúng không? Cả ngữ pháp này, cả từ vựng này. Vậy thì về nhà sẽ làm em bài tập trong sách bài tập nhé. Okay. Ok, và nếu mà có khó khăn này, em có một cái trang web em gợi ý chị dùng, đó là Google Dịch. Chị biết cái đấy không ạ? Biết, hôm trước cô kia có dạy cho chị. Ok, thì chị nhớ nhé. Không, cái không sẽ có phải là Google Dịch không hay là từ điển Cambridge gì đấy. Đây, em sẽ share chị này. Tại vì cái này em thấy nó sẽ phù hợp với cái việc với cái người mới đi học hơn. Ví dụ nhá, chị có một cái từ mới này. Ví dụ chúng ta có courier đúng không? Đó, chúng ta có ở đây thôi thì nó sẽ có nghĩa Việt Nam ở đây này. Chị được giới thiệu trong web này chị ạ. Ok, thôi cái này thì em sẽ bảo cô chủ nhiệm gửi lại ở trong Zalo nhé. Để chị mỗi lần mà chị làm bài tập ấy, chị gặp từ mới chị có thể dùng vào đây, chị dùng để chị tra từ. Ok, được rồi. Vậy thì em sẽ gửi lại bài tập này, gửi lại cái thời gian làm bài. Và nếu mà khó khăn ấy, thì em sẽ gửi luôn cả đáp án trước để chị có thể check cái đáp án. Không đến hôm sau cô thưa cô chữa bài thì chị lại một lần nữa để chị lại hiểu thêm nữa. Đó, thì đấy là cách chúng ta làm. Và có một câu em hay dẫn học sinh ấy là chăm hay không bằng tay quen, tức là chúng ta cứ luyện tập nhiều thì sớm muộn nó cũng dần dần thành cái phản xạ thôi chị nhá. Ok, được rồi, thì cũng cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia buổi học ngày hôm nay, vì các bạn em thấy là cũng rất là tập trung với cả chịu khó viết bài nữa. Thế thì em nghĩ là em sẽ kết thúc buổi học ở đây ngày hôm nay. Và chị có câu hỏi gì không ạ? Không, cảm ơn cô thôi. Vâng ạ. Vâng. Thì nếu mà dạ, sao ạ? Viết trên bảng á, tôi chưa có viết kịp. À, cái phần nào vậy chị? Chỗ Đây, đúng rồi, em is are nghĩa là gì đúng không ạ? Đúng rồi, he is. Đây đúng không chị? Hay là cái phần trong sách? À, đúng rồi, chỗ này chưa viết. Chị dùng vào chị vào Zalo được đúng không ạ? Ok, thì em gửi cái phần này lại vào trong Zalo được không chị? Ok, được. Rồi, tất cả những cái bài dạy em dạy xong ấy, thì em sẽ đều gửi trong Zalo, thì chị sẽ vào đấy và chị đọc lại nhé. Ok. Được rồi. Với phần là có một cái nữa thì em cũng khuyên chị, đó là ví dụ tại vì có thể là chị học với cô Thu cũng chưa được lâu ấy, với cả là nếu mà trong quá trình chị học mà chị thấy có chỗ nào nó nhanh quá chẳng hạn, hoặc là chị chưa chắc kịp ấy, thì chị cứ bảo thẳng với cô Thư chị nhá.
Tại vì em đó thì em thấy trong cái buổi hôm trước chị có bảo là học hơi bị nhanh một xíu đúng không? Đó thì cứ thấy chỗ nào chị nhanh chị cứ bảo luôn với cô Thư chị nhé. Không thấy hình như là cô dạy dễ hiểu hơn cái cô kia. Chắc là cũng tùy học các chị ạ. Ok, và thì cũng rất vui khi được dạy chị buổi hôm nay, thì em nghĩ em sẽ kết thúc bài học ở đây chị nhé. Ok, ok. Ok, so chị có thể nói với em một câu tạm biệt bằng tiếng Đài được không ạ? Thank you. Ok, thank you. Tiếng Đài tạm biệt tiếng Đài là gì? Chia sẻ đúng không chị? Chia sẻ. Chia sẻ, ok. Còn trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có một câu gặp lại, đó là see you soon hoặc là see you again. Cảm ơn thì là thank you. Thank you. Okay. So see you soon and see you soon. Goodbye. Bye bye. Okay.